Nơi nào nắng cháy nhất Việt Nam thì nơi đó cây nho thích sống nhất, và nho ở đây dùng để làm rượu vang. Có hai loại nho chính đó là nho xanh và nho đỏ, một trong những giống nho nguyên gốc của Pháp có thể chế biến thành rượu vang. Và hôm nay Thanh Hữu đang có mặt tại vườn nho Ba Mọi của Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang chỉ 7 km, và Thanh Hữu đã dùng một chiếc xe máy để từ đến đây để khám phá một trong những vườn nho triệu quả, một trong những điểm danh thắng to nhất, đẹp nhất và hoành tráng nhất về đặc sản cây nho của tỉnh Bình Thuận, với diện tích khoảng 2 hecta và các loại nho khác mới được trồng gần đây có thể kể đến, đó là nho móng tay hoặc là nho kẹo. Các cái loại nho là đặc sản và điểm tham quan thu hút với giá vé 20.000 đồng. Quý khách có thể ăn một số loại nho được cung cấp miễn phí ở chủ vườn nho Ba Mọi. Tham quan vườn nho, du khách sẽ được thưởng thức không khí trong lành, mát mẻ, và đặc biệt có thể tham quan quy trình trồng, ươm mầm và chế biến nho, đặc biệt là cái hầm rượu ở vườn nho Ba Mọi này rất là đặc sắc. Quý khách có thể đến tham quan vào tháng 9 để xem những cái chùm nho triệu quả, và đặc biệt những cây nho này, quả nho này khi mà chín thì nó sẽ chuyển sang màu đen, và khi đó là chủ vườn nho sẽ đưa vào hầm rượu để chế biến ra loại rượu vang đặc sắc nổi tiếng. Nho ở đây được sản xuất theo phương pháp truyền thống và được sử dụng phân bón hữu cơ cũng như nước tưới từ sông Dinh. Và đặc biệt, du khách tham quan sẽ được trải nghiệm và được giải thích cặn kẽ về đặc tính của các loại nho khác nhau ở đây, đặc biệt nho kèo rất là ngọt và nho móng tay rất là đẹp. Đây là loại nho kèo. Mẫu đơn. Vì sao gọi là mẫu đơn chị? Giống nho tên mẫu đơn. Tên mẫu đơn. Chị nói thêm thông tin về vườn nho giúp em với được không? Dạ, nói thêm cái gì ạ? Ý là tổng quan á, tại em chưa có chi tiết về cái vườn nho này á. À đấy à? Nhà, cái vườn nho này là... Mình có nho cầm màu không em? Dạ, nho đỏ nhưng mà nó còn mấy... Giới thiệu một chút xíu thôi. Dạ, em giải thích cái cầm màu cho ảnh. Cầm màu á? Dạ, nếu mà nho đỏ cầm màu á là khi... nếu mà nó nhiều trái quá nó cũng cầm màu, nhưng mà nó nắng quá nó không có nắng quá nó cũng không lên màu nổi. Dạ. Nhẽ là nho đỏ. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Không, anh đang nói cái nho cầm màu á. Cầm màu của mình á, nghĩa là màu. Màu. Thì nho cầm màu là nho đỏ chứ gì anh? Nho đỏ với nho. Nho ngón tay nó không phải cầm màu. Nho ngón tay đỏ đó là tùy em phải nhìn thấy em nói được. Nho ngón tay đỏ là lúc đó là mình cầm vụ đầu tiên nó sẽ lên màu đẹp lắm, vụ thứ hai thứ ba nó sẽ không có lên màu được, nó sao á, nó khó trồng lắm. Cái này vừa hết cái thu hoạch này là hết cả đi. Dạ đúng rồi, thu hoạch xong mình còn các ngọn ngọn có phải cắt liếm hay kệ nữa, rửa lại bảo phong tưới nước nữa, khoảng một tháng sau mình mới cắt. Dạ. Chứ không phải mình cắt liền. À, thu hoạch xong là một tháng sau mới cắt. Dạ đúng rồi, mình cắt phải... xong ba mấy tháng sau nó lại mọc lên này. Dạ, nếu mà nho đỏ thì 3 tháng, nho xanh thì 4 tháng. Thì nó mọc lên. Là nó sẽ có được trái thu hoạch á. À, dạ. À, cứ thế là một lứa đấy. Dạ, đúng rồi. À, trông khác cùng một dàn nhưng mà khác à. Dạ mình trồng khác cây á, nó bò vậy đó. Khác luống. Ừ, khác luống. Sao nó bò nó vào ra tán rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây này, cái dãy bên này khác thì cái này nha đen này. Có chỗ nào nha chín rồi. Nho đen có nghĩa là lúc mà chín nó đen, chín đỏ xong nó đen đi đấy này. Đúng rồi đấy, bắt đầu nó chín là đỏ xong rồi khi dần dần nó sẽ đen. Ừ. Nho là nho đen của Mỹ ạ. Là cái nho mà bên Mỹ họ hay làm rượu á chị hả? Dạ không, nếu mà nho làm rượu vang thì cái vườn đầu tiên nho là giống nho Cabernet của Pháp. Cabernet của Pháp mới làm rượu. Rượu vang đỏ. À ok. Còn ở phía bên đây là nó là men trắng Sauvignon Blanc. À, dạ dạ. À. Mấy anh chị qua xem nha, ngón tay đen nè. Ngón tay. Nhưng mà nó được có vài chùm thôi. Ui, cái này chỗ này đẹp này. À, nho ngón tay này. Nhưng mà nó chưa được ngọt, nó mới chuyển màu thôi.